quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Chủ động nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Một trong những yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Các phóng sự vững vàng nơi biên cương. Lính tiêu binh danh dự, vinh dự lớn, trách nhiệm cao. Quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tựu mà lực lượng vũ trang quân khu đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, khu 5 là địa bàn chiến lược của cả nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quân sự quốc phòng, kinh tế, xã hội. Vì vậy, lực lượng vũ trang quân khu cần kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chủ động nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, vui xuân đón Tết, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Vừa qua, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan đơn vị của Bộ Quân khu đứng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua nghe đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình và kết quả nổi bật trong thời gian qua, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương ghi nhận, đồng thời đề nghị cấp ủy chỉ huy các cấp phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quán triệt giáo dục nâng cao nhận thức bộ đội trong việc chấp hành các quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, đóng quân canh phòng, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo lực lượng phương tiện, sẵn sàng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, tổ chức vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2022. Cũng trong thời gian này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra, thăm, chúc Tết các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra và nghe báo cáo của chỉ huy đơn vị, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu, nắm và quản lý tư tưởng cán bộ chiến sĩ, chuẩn bị mọi mặt, tổ chức thành công lễ giao nhận quân và ra quân huấn luyện, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng đảng, mừng xuân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nhất là lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến biên giới, hải đảo, tại các khu cách ly, tổ chức vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, khi nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, thì trên vùng biên giới vẫn có những người lính ngày đêm căng mình, bám địa bàn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 cũng chung sức cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng địa phương tham gia nhiệm vụ này.
dù ở bất kỳ nơi đâu, các anh vẫn luôn ngời sáng phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Chốt tuần tra số 1 nằm lọt giữa núi rừng A San, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đoạn đường đi bộ gần 3 giờ đồng hồ từ cột mốc 690 đến 691 là khu vực tuần tra quản lý của 9 cán bộ chiến sĩ tại đây. Ở đây độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, dốc núi dựng đứng, treo leo. Thế nhưng, vượt qua thử thách ấy, phút thiêng liêng nhất của hành trình dài là khi các anh được đứng trước cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. Lên đây tăng cường cùng với các chốt của biên phòng thực hiện nhiệm vụ, thứ nhất là tuần tra bảo vệ biên giới, thứ hai là kiểm soát bà con qua lại trong khu vực chốt. Thì mình lên đây thì điều kiện thời tiết cũng là lạnh, điều kiện sinh hoạt của anh em thì khó khăn hơn, nhưng với tinh thần người lính thì chúng ta bản thân cũng xác định sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Sau bữa cơm vội, đại úy Phạm Ngọc Soái và kiếp trực lại bắt đầu nhiệm vụ cho buổi tuần tra đêm. Những ngày giáp Tết, cường độ thực hiện nhiệm vụ của các anh cao hơn thường ngày, bởi thời điểm này khả năng có người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở rất cao. Sinh ra ở Hưng Yên nhưng lại gắn bó với mảnh đất này gần 40 năm qua. Từ lâu, anh đã coi Tây Giang như là quê hương thứ hai của mình. Phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của bà con ở đây đã trở thành một phần máu thịt của người cán bộ này. Năm nay với anh là một cái Tết nhiều kỷ niệm cùng đồng đội nơi biên giới, được canh gác cho những người thân yêu của mình vui xuân đón Tết là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ. Alo. Em kêu chưa? Trở về trạm sau gần 2 giờ đồng hồ tuần tra, anh lại tranh thủ gọi điện về nhà. Tiếng con thơ gọi bố như tiếp thêm sức mạnh, sưởi ấm trái tim anh giữa lạnh lẽo nơi biên giới. Xa gia đình, xa vợ, xa con ai cũng buồn. Nhưng với trên cương vị, tinh thần trách nhiệm của một người lính chúng tôi được đứng canh gác ở biên giới và phòng chống Covid này, bọn tôi cũng rất là vinh dự. Làm sao để nhìn thấy cái bà con thân yêu của chúng ta được vui, hạnh phúc, đón một cái Tết đầm ấm là bọn tôi cảm thấy là vui và hạnh phúc lắm rồi. Trước đây, mỗi độ Tết đến, bà con hai bên biên giới thường qua lại trao đổi hàng hóa, thăm hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, từ khi có dịch COVID-19, việc qua lại biên giới phải tạm dừng. Đường mòn, lối mở, hoạt động xuất nhập cảnh bị siết chặt. Vì vậy, công việc của các anh cũng thêm nặng nề. Khi mà có cái chủ trương ở trên là tăng cường thêm lực lượng quân sự, thì cái tình hình, cái nhiệm vụ này của lực lượng bộ đội biên phòng thì được chia sẻ bớt và cái hiệu quả công tác của các cháu thì lại được tăng cao. Để tránh cái trường hợp là các đối tượng lợi dụng qua lại biên giới rồi buôn lậu rồi các loại tội phạm khác lợi dụng cái ngày lễ Tết để hoạt động. Trực 24/24 giờ trên các chốt, thời gian rảnh không nhiều nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn luôn bám dân. Về với bản làng, các anh rất gần gũi với bà con. Những con đường, những ngôi nhà rộn ràng hơn khi có sự hiện diện của các anh. Bà con ai nấy đều phấn khởi, yên tâm đón một mùa xuân mới. Covid này kia, có bộ đội, có biên phòng, không sợ. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, bộ đội. Bộ đội là luôn luôn sức khỏe, luôn luôn giữ quê hương. Mái che tạm bợ ở chốt trước đây giờ đã được thay bằng một dãy nhà khang trang hơn, bảo đảm nơi sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ. Trong căn bếp nhỏ dựng trên sườn núi, cả đội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm. Tạm quên đi mệt nhọc sau những giờ làm việc. Bữa cơm biên giới ấm tình đồng đội, đầy đủ các thành viên với những món ăn được bà con nhân dân gửi tặng là những giây phút bình yên nhất của các anh. Mỗi người một hoàn cảnh, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống. Nơi tuyến đầu, chính sự thương yêu đùm bọc của đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và động lực để các anh yên tâm giữ vững tay súng bảo vệ non sông. Vừa rồi thì ra tinh thần chia sẻ đoàn kết hợp rất tốt, thì xã cũng đã huy động là nhân dân của các thôn phụ trách cụ thể từng chốt một, là phân công hàng tháng và gửi chia sẻ chỗ các anh trực chốt, là đảm bảo thứ nhất về an ninh lương thực,
phục vụ các anh đảm bảo an tâm trong công tác phòng chống dịch cũng như là bảo vệ an ninh biên giới. Gác lại niềm riêng, giữa bao la của núi rừng, người lính Cụ Hồ vẫn thầm lặng vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chốt là nhà, biên giới là quê hương. Từng bước chân của hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn luôn vững chắc, góp phần để nhân dân đón một cái Tết yên vui trọn vẹn. Tiếp theo chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Tại Đắk Lắk, Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với quân sự quốc phòng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, các doanh nghiệp và đoàn kinh tế quốc phòng của quân khu đã phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, được các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn đóng quân đánh giá cao. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh bùng phát, các mô hình phiên chợ không đồng, hú gạo vì người nghèo đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu đánh giá cao, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh về quốc phòng an ninh, lấy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh là mục tiêu hàng đầu, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn tiếp theo của chính phủ gắn với xây dựng địa bàn khu kinh tế quốc phòng. Tổ chức tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho đội viên trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các đoàn kinh tế quốc phòng, phấn đấu đạt chỉ tiêu trên giao và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng năm mới và tặng quà Tết cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15. Thưa quý vị và các bạn, đội tiêu binh danh dự có nhiệm vụ thực hiện nghi lễ đón tiếp các đoàn khách cấp cao trong và ngoài nước đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu, góp phần làm nên sự sang trọng và chính quy của những buổi lễ. Tuy nhiên, để trở thành một thành viên trong đội tiêu binh danh dự, các chiến sĩ phải trải qua một quá trình huấn luyện đầy thử thách, khó khăn và vất vả. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quá trình huấn luyện của những người lính tiêu binh tại Tiểu đoàn Vệ binh 8, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Đội hình đồng đều, quân phục chỉnh tề, động tác dứt khoát. Những hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong các buổi tập của đội tiêu binh danh dự. Để có được kết quả đó, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, khắc nghiệt. Nhưng đây cũng là điều kiện để họ được tham gia các nhiệm vụ quan trọng, những sự kiện có thể sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong quãng đời binh nghiệp. Tôi cũng thấy rất vinh dự khi đứng trên đội hình tiêu binh danh dự phục vụ nghi lễ của quân khu. Bản thân tôi cũng thấy khó khăn nhất là động tác và một số những phải chào luyện tập vào những thời tiết nắng nóng. Bản thân tôi cũng cố gắng khắc phục, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Là đơn vị đặc thù, đơn vị có cách tuyển chọn đầu vào và huấn luyện đặc biệt. Việc huấn luyện sẽ được nâng dần từ dễ đến khó, từ những động tác nhỏ nhất trong điều lệnh như khuôn mặt tươi tỉnh, mắt nhìn thẳng, đến tư thế đứng giữ, vác súng, đứng trong đội hình và sẵn sàng xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được đảm nhiệm. Bên cạnh đó, khi có những sự kiện lớn, đội phải huấn luyện cường độ cao để có thể kết hợp với đội quân nhạc và nhiều đơn vị khác một cách chuẩn mực, ăn ý. Thì sau 3 tháng tân binh và 1 tháng huấn luyện chuyên ngành, thì để đảm bảo được thực hiện cái nhiệm vụ tiêu binh khắc khe, thì đơn vị chúng tôi đã rèn luyện đối với từng đồng chí chiến sĩ mới là cử động, cử chỉ theo từng động tác nhằm phục vụ cho tính thống nhất và tính kỷ luật của đội tiêu binh, đồng thời là huấn luyện và rèn luyện cho chiến sĩ có sức khỏe và tinh thần tốt để đảm bảo được đứng nghiêm trong vài giờ. Trong quá trình tuyển chọn quân nhân nhập ngũ, đơn vị đã cử cán bộ về từng địa phương để tuyển chọn những đồng chí có trình độ, năng lực, ngoại hình để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Được đứng trong hàng ngũ của đội tiêu binh danh dự là niềm tự hào rất lớn đối với mỗi chiến sĩ.
vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ý thức được điều đó, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn vệ binh 8 luôn phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.